ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទបានរដ្ឋាឆាណែលជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមសៀវភៅ New Hampshire Beginner Student Book 4 Edition Page 77 Part 1 បាទអញ្ចឹងទំព័រ 77 នេះខ្ញុំចែកជាពីរវគ្គបាទណាគឺនេះគឺជាវគ្គទី 1 ភាសាវាច្រើនពេក Okay, ចឹងយើងទៅមើលទំព័រទី 77 មួយនេះទៀងស្រុងបាទនេះគឺជារូបភាពនៃទំព័រទី 77 មួយបាទណាផេក77 ណាអូខេអូសូរីអូខេចឹង 77 ណាអូខេរូបភាពនៃទំព័រទី 78 បាទនេះគឺរូបភាពទាំងស្រុងគឺបែបហ្នឹងអូខេចឹងគឺយើងមានចំនួន 5 ដំណាក់កាលណាអូខេនេះគឺ 1 2 3 4 5 listen and speaking អញ្ចឹង listen and speaking sorry listening and speaking អញ្ចឹងចំណងជើងទំព័រ 77 នេះគឺនិយាយអំពីការស្ដាប់ហើយនិងការនិយាយ ចំណងជើងរង Jake and Millie's holiday ថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ Jake ហើយនិង Millie អូខេ 1 ទី 1 say the months of the year say the months of the year ចូលនិយាយអំពីខែប្រចាំឆ្នាំ ខែប្រចាំឆ្នាំយើងដឹងហើយ January, February, March, April, May, June, July, August, September, October and December អញ្ចឹងមិនខាត់ពេកច្រើន យើងដល់កម្រិតនេះហើយគឺចេះហើយ អូខេ នៅក្នុងនេះគេសួរថា in your country what months are spring អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក តើខែអ្វីដែលជាខែ spring ខែណាខ្លះនេះ months តើខែណាខ្លះគឺជាខែ រដូវ spring រដូវការីក summer រដូវក្តៅ autumn រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ winter រដូវរងា អូខេយើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក តើខែណាខ្លះគឺជាខែក្នុងរដូវការីក ខែណាខ្លះជាខែក្នុងរដូវក្តៅ ខែណាខ្លះជាខែក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ ខែណាខ្លះជាខែក្នុងរដូវរងា អញ្ចឹងយើងយកពាក្យនេះ spring summer autumn winter បញ្ចូលកន្លែងចិត្តនេះមកប្រែទៅ Okay អញ្ចឹងអត់មានអីទេយើងអ្នករៀនគឺឆ្លើយជូនគេទៅយើងដឹងឆ្លើយទៅគេមិនដឹងទេទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមមក Okay អញ្ចឹងបន្តទៅដំណាក់កាលទី 2 When do you usually go on holiday Okay តើជាធម្មតាអ្នកទៅដើរលេងនៅពេលណា Then when go on holiday na go to holiday ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ទៅ នៅ ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ទៅ ដើរ លេង holiday I usually go on holiday in summer ជា ធម្មតា ខ្ញុំ ទៅ ដើរ លេង នៅ រដូវ ក្តៅ Okay អញ្ចឹង យើង បន្ត មក 3 អញ្ចឹង បន្ត ទៅ 3 Okay ចំពោះ 3 listen tape script 10.9 ចំណុច ស្ដាប់ 9 សំទោស ចំណុច ស្ដាប់ 3.9 10.9 yes 10.9 មាន កំហុស ច្រើន ជាមួយ វីដេអូ នេះ sorry listen to Jake and Millie talking about their holidays ស្ដាប់ Jake ហើយ នឹង Millie ជជែកគ្នាអំពីថ្ងៃដើរលេងរបស់ពួកគេគឺថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ពួកគេ underline what they say គូបន្ទាត់ពីក្រោមអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយ តោះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលពួកគេនិយាយគ្នានឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ពួកគេ អញ្ចឹង they usually ជាធម្មតាពួកគេ go in summer ទៅនៅរដូវក្តៅ go in spring ទៅនៅរដូវការីអញ្ចឹងគេទៅនៅរដូវណាមួយយើងគូបន្ទាប់ពីក្រោមអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមានតែមួយទេជម្រើស បើយក spring អត់មាន សំទោស បើយក summer អត់មាន spring បើយក spring អត់មាន summer អូខេ
Go to Italy, India. Okay. Từ bờ tây Italy, từ bờ tây India. Stay in a hotel, a villa. Nạn nơi thả kế, nạn nơi villa. Eat at home, nhằm nơi tiết. With friends, nhằm chơi mùi mật thế. Go swimming, từ hai tức. Go sailing, từ chi tụ đáo. Play golf, okay. Lên về con golf. Play cards, lên bia. Have a good time, mean play law. Don't have a good time, mình miền bài lỏ. But last year, đầy cái bàn tay ca bị chân môn phụ kề. Lâu mánh cư như bị chân môn đi. Lâu chân môn phụ kề dàng mạch. When in autumn, tờ nơ khăn ông rô đấu. Lập chờ chú. When in winter, tờ khăn ông rô đấu, rô nghề. When to Canada, tờ bật tè Canada. When to Colorado, tờ Colorado. Stay in the hotel, sẵn nạn nơi thà kế. Stay ở hạ kế, sẵn nạn nơi tiếp. When out to restaurant, từ khẳng cái phụt nhiệt thán. When out trên cái từ phụt nhiệt thán. When out to dinner, trên cái từ nhà mà hát về là nghệ. When skiing, từ chi ski, ice skating. Chi ski từ có, stay in every night, nơi tiệc riêng rồi giúp. When out every night, trên cái riêng rồi giúp. Hate a good time mean pay lo, didn't have a good time mean pay lo. Okay, chúng dương, dương từ mơ chúng mình sẽ đập tiếng ọt nế thì ta phần buồn trịt đọc nằm bây dùng một cú và tập bị cào chân nệm mình sẽ phước dùa bà nhá nệm ọt sẽ phước bà bàn tách. Okay, ta chân dương chụp đàm mơ tape script 10.9 Jake and Millie's holiday ngay chụp xong ra ở robot Jake and Millie. Jake thì Jake đâm nàng ở Jake là nếu cứ chụp Jake. Okay, check. Ấm milli, cái ấm đồng nàng ở milli, cái nó milli. Ok, chúng ta kết thúc này, bắt đầu nàng đợi check. Well, we usually go on holiday in summer. Ba. Chị thông ra phụ dân từ Đà Lên nơi rồi đợi cái đài. Yes, usually we go to Italy for our holidays, don't we? Ba, được rồi chá. Chị thông ra phụ dân từ bà tế Italy, xâm rập. Đồng nai cầm sàn bà của dân, xâm rạp cả đà lệnh bà của dân, rồi xâm rạp thằng ngày chụp xâm rạp bà của dân, holiday. Chị thông ra bà dân từ bà tại Italy, xâm rạp thằng ngày chụp xâm rạp bà của dân. Đơn vị, trời tế, đơn vị, trời đà tế, rồi mên rứ, mên ọt, đơn vị. But, last year, we did something different. Có bàn tay, ca bì chân nà môn, bà dân bàn thơ rương rai khóc nế. Chúng ta muốn gọi phở rừng rạc khóc xếng. Cô bàn tay chúng ta muốn bụi dân màn phở rừng rạc khóc bì nì. We had a holiday in winter and we went to Colorado in America. Bụi dân màn từ Đà Lê nơi rồ đầu rồ nghe. Hà dân màn từ cạnh Colorado nơi khả nông và tài hàm rịch. Because we wanted to learn to ski, you see, and we wanted to change. Vì bố tài bố dưỡng chọn riêng chi ski. You see, đôi chân nhẹ đằng ấy, đôi chân nhẹ khờ nháy. Hơi dưỡng chọn vì phơ cạp lạc đồ khoảng đài. In Italy, we always stay in a villa. Nơi bởi tại Italy, bố dưỡng tài anh chạy sẵn nơi khả nông tài villa mối. Villa. But in Aspen, Colorado, we stay in a very nice hotel, and because we were in a hotel, we had all our meals in restaurants. Có bàn tay nơi Aspen, Colorado wing, dường tài nhà sản nơi khôn nông ở sân thà kia đó bản đất mùi. Very nice hotel, sân thà kia đó là o khăn nà, chứ sân thà kia đó bản đất mùi. Hai, bì bố tài phụ dường. Nơi khăn sân thà kia đi hai, dưỡng có bàn nhằm à hà bụi dưỡng cổ bếl nơi khăn ông phụt chân nhiệt hàng. All ở mình nhằm à hà bụi dưỡng từng ọt hết, nhằm à hà bụi dưỡng từng ọt. Chẳng mình là nhằm à hà bụi dưỡng cổ bếl nơi khăn ông phụt chân nhiệt hàng. And that's very special for us. Hai, nút cư bịt chia bị xe khăn nà, xâm rạp bụi dưỡng. In Italy, we cook at home in a villa. Nơi khăn ông bà tại Italy, bụi dường chùm ăn nơi bà tè, nơi khăn ông tè villa.
But in Colorado, we went to a different restaurant every night. Có bánh tái, nơi khốn nông Colorado, bùa dương bàn tờ gần lại, bùa dương bàn tờ phô chí nhật thàn khóc khóc nế, riêng rò dục. In Italy, because it's summer and it's hot, we go swimming in the swimming pool and sit in the sun, and I play tennis sometimes. នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីពីព្រោះតែវាគឺជារដូវក្តៅហើយវាគឺមានអាកាសធាតុក្តៅផងពួកយើងបានទៅហែលទឹកនៅក្នុងអាងហែលទឹកហើយអង្គុយនៅក្រោមព្រះអាទិត្យអង្គុយក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយខ្ញុំលេងវេទនីសនៅពេលខ្លះពេលខ្លះខ្ញុំលេងវេទនីសអូខេយើងបន្តទៀតដើម្បីបញ្ចប់Jake loves his tennis, don't you, darling? Jake, Joe chết cây la về tennis rồi bọc quạt khẳng nè. Mình chẳng mê đấy, darling, thì mình chẳng mê đấy bọn xùm lãnh. Thì gọi ôn xùm lãnh, thế nè, darling, bọn xùm lãnh thì ôn xùm lãnh. Jake, Joe chết cây la về tennis bọc quạt khẳng nè. Trời đấy bọn xùm lãnh. I do, bịt mê đấy. But, of course, last year in Colorado, we learned to ski, so we went skiing every day. Còn bàn tay chỉ cả bệnh nà, cả bị chân nằm ổn, ổn khó nà, tạm biệt tới cả bệnh nà. Còn bàn tay tạm biệt tới cả bị chân nằm ổn nơi Colorado, bùa dương bàn riêng chỉ ski. Được chân này hỏi, bùa dương bàn tự chỉ ski riêng rõ thằng ngày. And Millie, you went ice skate, didn't you? Hi, Millie.អ្នកបានទៅជិះស្គីទឹកកកមែនទេ We both went ice skating ពួកយើងទាំងពីរនាក់បានទៅជិះស្គីទឹកកក That's right ត្រូវហើយ It was great fun ពិតជាសប្បាយខ្លាំងណាស់ In Italy in the evening we usually play cards or read នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលល្ងាចពួកយើងជាធម្មតាពួកយើងលេងបៀឬក៏អានគេនឹងដាច់ត្រឹមនឹងណា But last year in Colorado we went out every night and we met a lot of lovely people didn't you ក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំមុននៅ Colorado ពួកយើងបានចេញទៅខាងក្រៅជារៀងរាល់យប់ហើយពួកយើងបានជួបនឹងមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាច្រើនមែនទេ We did ពិតមែនហើយ We had a really good time ពួកយើងពិតជាមានពេលដ៏សប្បាយមែនទែន And we have a good time in Italy too ហើយពួកយើងក៏មានពេលសប្បាយខ្លាំងដែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី Don't we? ត្រូវទេ We are very lucky ពួកយើងពិតជាមានសំណាងមែនទែនបាទអរគុណសូមអរគុណជាមួយនឹងការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូខ្ញុំបាទគឺសិក្សាលើទំព័រ77វគ្គ1នេះគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជា Share ដើម្បីចែករំលែកនៅវីដេអូទាំងនេះជូនទៅដល់បងប្អូនបងប្អូនដែលគាត់មានអំណងចង់ចេះភាសាបរទេសមួយនេះអូខេអរគុណខ្ញុំចែករំលែកអស់ហើយចេះប៉ុណ្ណាចែករំលែកជូនប៉ុណ្ណឹងមានចម្ងល់ Comment មកខាងក្រោមណាសូមជោគជ័យជាមួយការសិក្សាទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជាឆ្ងាយពីទង្វើដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើម Goodbye